Hôm nay em sẽ độ chế một cặp chép P103 vào một cặp kèn tre 30 theo đơn yêu cầu của một anh khách. Mời các bác và anh em cùng tham khảo cách độ chế này nhé. Thường thì các cái cặp chép sẽ được lắp sau phía sau của cái họng kèn, nhưng nay em sẽ độ chế theo một cách khác để các bác và anh em có thể nhìn được toàn diện cái cặp chép phía trước của cái họng kèn. Như thế là các bác và anh em có thể là một lúc là có ba cái họng đấy. Đấy, một họng phía ngoài này, đấy, họng nhỏ, và tiếp đến là một họng kèn của cặp chép. Các kỹ sư chuyên nghiệp bên em đang làm đấy, rất là cẩn thận. Trước khi độ chế thì các kỹ sư đã hàn các cái dây vào. Đấy. Quá trình hàn thì nó cũng như các bác và anh em hàn những cái cặp dây cho cặp loa chép thôi. Rất là tỉ mỉ, rất là chuyên nghiệp các bác và anh em. Keo gắn phía trước và keo gắn phía sau để cho cặp chép nó có thể là luôn thăng bằng, đấy, luôn đẹp và không bao giờ tụt ra khỏi cái kèn tre của các bác và anh em. Thường thì các bác và anh em hay độ chế là lắp đằng sau á, thì chỉ cần bắt ốc thôi, đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng nó sẽ không được lộ cái diện mạo của cặp chép và các bác và anh em đang chơi. Nhưng với cái cách lắp cái cặp chép ở phía trước á, thì các bác và anh em hoàn toàn có thể nhìn thấy được hết cái diện mạo của cặp chép của các bác và anh em. Nhưng đòi hỏi cái kỹ thuật và cái khéo tay của người kỹ sư đòi hỏi rất cao. Thường thì các bác và anh em sẽ hay độ chế theo cái cách là lắp cái cặp chép ở phía sau như này. Nhưng khi lắp ở phía sau như này thì cái diện mạo phía trước này của cặp chép này nó sẽ không nhìn thấy rõ. Đấy, các bác và anh em, cái diện mạo của cặp chép của các bác nhiều khi rất là đẹp nhưng nó sẽ không có nổi lên được. Nhưng với cái cách lắp cặp chép ở phía trước như này, các bác thấy không ạ? Diện mạo của cặp chép được hoàn toàn thể hiện ở trung tâm của cặp kèn, nhìn sẽ chất hơn và đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà để lắp được những cái cặp chép độ chế được những này thì đòi hỏi người kỹ sư phải rất là khéo tay và rất phải chuyên nghiệp các bác và anh em. Thường thì với những cái cặp chép như này em chỉ độ chế phân tần, lắp phân tần phía sau này thôi cho các bác và anh em. Nhưng theo yêu cầu của anh khách này thì em có lắp thêm công tắc 3 chế độ đấy, để anh có cái cách chơi là vừa có thể hát, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke đấy, và vừa có thể là cho cái cặp chép nó tạm nghỉ khi anh muốn cho nó được nghỉ một chút. Nó vừa khi mà độ chế công tắc 3 chế độ thì anh em và các bác vừa có thể chơi qua phân tần, vừa có thể chơi qua tụ đấy. Đây, anh kỹ sư bên em anh đang hàn cho dây cho cái phân tần này đây các bác và anh em. Với cái cặp công tắc 3 chế độ này thì anh em cùng một lúc này có thể vừa hát karaoke đấy, sẽ bật to lên để cho cái tiếng con chép nó rõ, nó lanh, nó tách bạch. Đấy, còn khi các bác và anh em thích nghe nhạc thì có thể bật cái chế độ thứ hai, tiếng chép nó nhẹ nhàng, êm dịu để các bác và anh em nghe nhạc nó các cái tiếng lý tí tí tách leng teng của cái cặp chép nó thể hiện rõ ràng hơn rất là nhiều các bác và anh em. Đây là em làm theo đơn yêu cầu của một anh khách. Anh ấy thích được có cái công tắc 3 chế độ nên là em độ chế cho anh ấy về cái công tắc 3 chế độ để anh ấy có thể cùng một lúc chơi cả 3 phong cách.
Mạch phân tần em gắn luôn phía sau cái họng kèn này các bác và anh em. Đây các bác và anh em, mạch phân tần này được hàn phía sau này. Đây, công tắc 3 chế độ đây. À, với công tắc này thì các bác và anh em có thể là vừa chơi tụ, đấy, vừa có thể là chơi phân tần. Đấy. Và cái chất âm của nó sẽ có cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Lúc nữa em sẽ test cho các bác và anh em nghe cái công tắc 3 chế độ này. Đấy. Với cái cặp chép mà em độ cho anh khách đây. Và bây giờ mời các bác và anh em cùng thưởng thức chất âm của cặp chép mà em vừa độ chế nhé. Mời các bác và anh em cùng thưởng thức này. Đây là em đang bật chế độ chạy qua mạch phân tần cho các bác và anh em. Tiếng của nó sẽ êm và nhẹ hơn rất là nhiều. Và ngay bây giờ em sẽ mở sang chế độ chạy tụ để các bác và anh em sẽ cảm nhận sự khác biệt khá là rõ ràng khi tiếng chép của nó to hơn, đanh hơn và rõ ràng hơn rất là nhiều. Mời các bác anh em cùng thưởng thức nhé. Em mở lại cái đoạn nhạc từ đầu để các bác anh em cùng thưởng thức nhé. Các bác và anh em thích hát karaoke thì có thể bật sang chế độ chạy tụ, tiếng nó sẽ rõ, đanh và tơ nhuyễn rất là nhiều. Còn khi các bác và anh em muốn cho cặp chép này tạm nghỉ thì các bác chỉ cần ấn về phím giữa thôi. Đấy, là cặp chép của các bác và anh em được bật sang chế độ tạm nghỉ. À, bác nào anh em nào thích độ chế những cái cặp chép này thì có thể liên hệ đặt hàng với em qua cái số điện thoại em để trên màn hình. Cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.